September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. But my thì là măng tây, bên đây là tỏi, ngò, hành sắc. Now I'm up all night, I'm picturing you. Ok, bây giờ ăn trưa. Hôm nay bữa trưa hôm nay của mình có là cái gì? Hôm nay bắt đầu tháng 10 rồi, là gia đình mình ăn chay một tháng. Cho nên mình muốn làm một nhà có gì xạo nấy và làm cái cơm chiên. Cơm chiên theo kiểu của gia đình Potato Von nha. Có gì là làm nấy. À, cái món này là món xào, mình sẽ xào đậu que với lại cọng tỏi nè các bạn ha. Cọng tỏi, chồng mình ổng rất là thích ăn cái cọng tỏi này, rất là ngon. Hồi xưa bên Việt Nam mình không có biết cái cọng này, nhưng mà qua đây biết cái cọng này rất là ngon. Thì món cơm xào của mình á, cơm chiên của mình á, gồm có măng tây. Măng tây cái này là ngò mình cắt nhuyễn rồi nè, giờ mình cắt hành với lại nấm rơm của tây đó, là tỏi. Rồi bắt đầu bây giờ đây là cơm nguội. Thực ra không có nghĩ là cái gì bây giờ làm ăn cơm chiên, nhưng mà tại vì còn cơm nguội không biết làm gì, thôi chế biến cơm chiên thử theo cái kiểu của mình coi sao ha. Mời các bạn theo dõi. Đó, bây giờ coi mình chế biến cơm chiên của mình như thế nào. Cơm chiên theo kiểu của Vương Bích Cầm nha các bạn, chứ không phải là theo của những cái nhà bếp chuyên nghiệp nha. Cho nên các bạn có thấy không ngon ha, thiếu sót những gì thì thông cảm, cái này là đầu bếp không chuyên. Ok. Và bây giờ cho các bạn coi sơ cái cách mình chuẩn bị mấy cái món ăn như thế nào ha. Đầu tiên là mình cắt mấy cái này ra dạng như dạng hộp lũ á, cái măng tây này nè. Dao này rất là bén. Nhiều khi từ cái bữa mình làm cái mấy cái clip này á, cái mình nghĩ là mắc cười ha. À, cái này cái này tính ra mình còn mình không có học trường đạo diễn sân khấu, mà mình thấy mình còn chuyên nghiệp hơn tụi diễn viên nữa ha. Nhiều khi diễn viên tính ra thua mấy cái YouTuber chứ bộ. Người ta diễn là có bạn diễn đâu này kia, người ta nói chuyện đồ còn này, trời ơi nhiều khi mình nhìn lại mình thấy mắc cười. Nhiều khi ở nhà có mình vậy, bắt cái đó lên, mình ngồi mình video, mình ngồi mình nói chuyện có mình dòm cái video clip mà ngồi nói chuyện nguyên thiên luôn, y như làm, nhưng mà có nhiều người xung quanh lắm à. Mà mình toàn đi diễn được nữa các bạn ha, mình tự đọc diễn được nữa nè. Mình nghĩ chắc mốt mình có ai có mời mình đi diễn chắc mình diễn được quá. Tính ra diễn viên nó thua mình đó nha các bạn, thua tụi YouTuber ha. Người ta diễn có bạn diễn, có kịch bản đâu, này này là tự diễn tự nói chuyện à, không có người mà cũng đứng nói chuyện giống như có người vậy đó, mà kệ cũng buồn. Nhiều khi mắc cười, nhà có mình mà tự nhiên đứng nói liên tục tì, có mình đây với cái phone. Đó, nấm bây giờ mình cắt dạng cũng nhỏ nhỏ vậy, chứ không phải nhỏ lắm, tại vì cái nấm nó lên nó hay teo, cho nên mình cắt cũng hơi lớn lớn một xíu chứ không có quá nhỏ. Ông xã mình ông rất là sợ dao,
ông thấy mình cầm mà làm kịch 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 kịch, ông nói dân nấu không rành mà mỗi lần làm phải kịch 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 mà ngộ ghê, nói tiếng nấu không rành nha, mà cầm dao thích làm cái kiểu như là mình đã chuyên nghiệp vậy đó, là phải chạch 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 nhỉ, mới nghe mới mới cảm thấy đó. Mình có cái câu chuyện cũng hơi vui vui rồi, để bữa nào rảnh rảnh kể các bạn nghe coi có vui không, mình thấy cũng hơi mắc cười vui. Cái này là nấm rơm ha, cái mình cứ cắt như vậy, cắt cho hết. Mắc cười làm cái này chứ cũng mắc cười lắm. Ông xã cứ ngày nào ông về ông cũng kẹo hết à. Ông hỏi chứ trợ làm mấy bữa nay vậy có ai coi chưa, ngày nay có ai coi chưa, có người hâm mộ chưa. Ông nói có rồi toàn. Cái ông hay kẹo, ông nói người hâm mộ là bà ngoại ông ngoại với mấy gì chứ ai. Ông nói vậy cười cũng chết, ông cứ ghẹo riết. Ông nói ông cứ làm nhục chí tôi riết à, để mốt tôi lãnh nút bạc đó tôi dọc vô mặt của ông á, tôi áp vô cái mặt của ông. Ông cười, ông nói để coi chừng nào nút bạc. Nên giờ còn không có người coi nữa ở mình đút bạc. Mà kệ, có nhiều người cũng nói như chàng như mình à, ban đầu cũng chưa có ai biết tới mình, mới mà chưa có ai biết tới mình chưa coi. Kệ. Cái này tại giờ mình có gia đình rồi, với lại cũng thấy vui vui cho nên làm, chứ cỡ như cái này mà hồi còn gái mới làm mắc cỡ cũng chết. Có con rồi tự nhiên cái mình không có biết mắc cỡ là gì, không biết cái cục mắc cỡ đâu rớt đâu không biết nữa. Ông hay ghẹo, ông nói hồi xưa mắc cỡ e dè, giờ thợ thì 180 độ, thay đổi 180 độ mình không hay nữa giờ thôi. Làm cho hoành tráng nha, không biết chút nữa có ăn ngon không đây. Để mình cắt sơ xong mà quay cho các bạn coi. Đó, đây là xong là món nấm. Mình để qua bọc bên đây luôn. Mình chia ra từng phần riêng nhau vậy các bạn, để tại vì mỗi cái mỗi thứ nó có cái độ mềm nó khác nhau, thành ra mình không có dám để lùng từ bùng sáng cấu vô, sợ mất công chút nữa cái măng tây nó chưa mềm mà cái nấm nó sẽ lép mà thôi. Còn cái này thì mình cắt theo cái dạng như cắt như vậy đó. Mình thì theo như nhận xét á, là nấu ăn á thì không ngon, chứ mà cái vụ trang trí đồ là hay lắm ha, trang trí đồ làm cho đẹp đẽ đâu hay lắm, mà ăn vô nhiều khi rất quớt. Mình có đứa em Út á, nó nấu ăn ngon lắm, nó nấu cái món gì cũng được á, nó coi tivi nó có cái khiếu, người có cái khiếu nó coi tivi cái nó nấu được. Còn mình á 100 lần mắc cười lưa, và có cái món ăn mà mình thích á làm á là món bò lúc lắc, mà mình coi cái chị đó là của cái kênh của chị Cathy Hà đó, cái chị đó là cũng ném về sư phụ của mình á, là dân không biết nấu ăn, toàn là tối ngày lên YouTube tàu này kia coi ai nấu dễ dễ á, coi mà cũng kén nữa nha, coi mà người nào chỉ dễ dễ á, còn coi chứ mà nào mà thấy sao mà công phu quá là thôi tự mình cũng xếp hè họ vô cái hạng mà nấu ăn dở. Thực sự họ không phải dở mà này thấy khó quá, coi riết cũng không hiểu. Rồi có nhiều cái mình coi cái chương trình đó, mình làm cái xét kết hợp, mình làm mỗi lần mình làm cái bò lúc lắc nó ngon tuyệt vời luôn, mà 100 lần làm là quên không nhớ, phải mở ra mới nhớ chứ không ấy là không nhớ. Cứ còn người ta thợ nấu ăn, người ta chỉ cần nhìn sơ qua một cái là người ta biết cổ này á, ghi ra viết sách rồi mỗi lần nấu cũng phải mở ra. Không biết cái giờ mình có con rồi cái đầu óc mình nó không có tập trung vô nữa hay sao, mà không biết giờ cái trí nhớ nó rất là dở, hay là cái khiếu nấu ăn của mình không có, đâm ra mình
mình không nhớ nổi cái gì hết, mỗi lần nấu là mỗi lần phải coi. Còn ngược lại mà vấn đề trang trí nhà cửa hay là này kia, mình coi một lần là mình nhớ, hay là mình nhìn cái đó một lần là có thể mình về nhà mình làm được. Mà còn mấy cái vụ khác là thua rồi đó, nấu vụ nấu ăn là thua rồi đó. Kể như là đây, phần khâu chuẩn bị đã xong. Khâu chuẩn bị của mình đã xong ha. Bên đây là măng tây, bên đây là tỏi, ngò, hành sắc, nấm. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị là xào ha các bạn. Rồi bây giờ cái khâu chuẩn bị, mình sẽ lấy cái chảo ra mình xào. Lấy cái chảo này xào cơm. Nhìn cái hoành tráng ha. Rồi gì vậy đó. Mình lấy cái này mình chia sơ cái đồ này là của mấy anh chị Trung Quốc sản xuất nè, sản xuất gì chứ gì cũng tiện hết mà đều xài chừng ngày hai ngày cái hư hết rồi. Thôi kệ, có thiết minh còn hơn không có ha, sẽ đỡ. Để cho nó không có văng á. Bây giờ già rồi bắt đầu dầu nóng rồi nè ha. Giờ mình bỏ xíu tỏi vô, mình bỏ cái măng tây vô, xào cơ đó. Là bây giờ mình thêm một chút xíu muối vô, một chút xíu muối vô, một chút xíu cái này mình kêu là chất gây nghiện của Nhật Bản nha các bạn, đó là bột ngọt. Mình vẫn ăn bột ngọt ha. Rồi xong mình bỏ cơm vô, còn như cơm dọng vô hết. Cái mình xào. Đây. Sau khi mình nêm xong á, mình trộn sơ như vậy nè. Cái chất nấm nó ra nó cũng ngọt rồi. Đó. Rồi sau đó mình bỏ vô xíu tỏi. Tỏi là tại mình bỏ sống vô vậy, là tại vì mình thích ăn nghe cái mùi nó sống sống sống, nó có hơi có mùi tỏi thơm thơm chút xíu ha. Đó, đơn giản là vậy đó. Mình không có bỏ nước tương nước gì vô hết rồi trơn á, tại vì cái nấm nó đã ra cái màu, nó có cái mùi cái màu rồi đó các bạn, cái mình cho nên mình không có bỏ nước tương vô. Giờ mình ăn thử coi sao nha. Trời, ngày nay tổ đãi hay sao biết quay phim ha, sao á, mới nêm có một cái tự nhiên vậy. Đó, xong. Đơn giản. Đó, cái mình bỏ miếng ngò vô. Cái mình bỏ miếng hành vô. Ha các bạn, vậy là xong. Đó, xong một món ha. Thấy chưa? Cơm chiên của máy ấm Canada là như vậy đó các bạn. Đó. Đây mình ăn chay. Đó, có bạn nào mà dở dở nấu ăn á, thấy mình cái mình tự tin liền nè.
Đó. Rồi xào đậu que cái này cũng được đẹp rồi đó, giờ mình bỏ mấy cái này vô, mình bỏ mình bỏ vô. Là món đậu que với cộng tỏi xào chung ha các bạn ha. Như thường lệ mình cũng xào bón củ tái lại cũng là miếng dầu hào. Dầu hào này là nói tiếng dầu hào chứ không phải là dầu hào ha, này là dầu hào chay á, nó làm bằng nấm á. À, nó kêu bằng dầu hào chay nè ha. Rồi xào thịt vô miếng vậy thôi. Rồi mình không có nêm muối ha. Rồi mình bỏ vô chút xíu chất gây nghiện Nhật Bản. À, mình đặt cho một cái tên khác đi. Rồi mình cũng đậy sơ lại ha các bạn ha. Đậy sơ lại khoảng cái nắp đang hơi nhỏ. Hơi lạc. Thêm chút xíu cái này thì chấm nước tương ăn vô thì cũng vừa, nhưng mà mình thêm chút xíu dầu hào chay mình nghĩ vừa rồi đó. Rồi rồi bây giờ mình đã tắt lửa rồi các bạn. Cái bếp này rất là nóng cho nên lúc mình xào lúc nào mình cũng để là còn giòn giòn ở trên bếp. Rồi khi mình tắt lửa rồi mình xài cái phần nóng còn lại của cái bếp á để cho nó mềm dần từ từ, chứ mình không có để nấu tới mềm lên bếp thì mình để nữa chứ nó sẽ rụt. Đó. Thì cái món đậu que của mình đã xào xong ha. Thấy trái trái vậy là do cái dầu nấm á chứ không phải là trái nha các bạn, nhưng mà cái mùi rất là ngon. Rất là tuyệt vời, để mình ăn thử cộng của nó giòn cỡ nào nha. Rất là giòn, mùi hơi sống, rất là ngon. Đó. Đây là cơm chiên. Đây là rồi mình có hai món. Nó đơn giản như vậy thì mình sẽ làm một chén nước tương nữa rồi mình sẽ ăn cơm ha. Ok, giờ mình ăn thử một miếng cho các bạn coi nha. Mình hồi xưa thì ăn nhiều chứ bây giờ thì ăn chút xíu thôi, không có dám ăn nhiều, ăn thử coi nó ngon hay không thôi, cho các bạn coi nó ngon hay không thôi, chứ thực ra mình không có dám ăn nhiều. Nhiều đây thôi. Đó. Chứ không phải là đây là mình quay thiệt luôn, chứ không phải là tại mình đầm thắm rồi quay lên đây rồi không muốn người ta thấy mình ăn nhiều rồi mình quay ít, không phải. Thật sự nay đang chế độ ăn kiêng thì tin mừng là mình xuống được, hiện giờ là mình xuống được được 3 ký thì cũng còn cố gắng rất là nhiều trong tháng này, hy vọng là ăn chay thì mình xuống cân được bớt chút xíu. Đó. Ăn thử các bạn coi nè, thấy không? Giòn, rất là thấm mà ngon nữa. Cái hai món này đó là ông xã mình rất là thích, rất là thích ăn. Cái cọng tỏi này rất là thấm luôn mà nó lại giòn.
Ăn chay nhà mình rất là đơn giản. Nhiều người nói là thích ăn chay mà tại vì họ không biết nấu đồ ăn chay cho nên họ không dám ăn. Nhưng mà nhà mình thì dễ lắm. Ăn chay gói mình gói ăn cũng được, chén nước tương ăn cũng được, ăn cơm trắng với nước tương hoặc là coi cục chao ăn cũng được. Chứ không có cầu kỳ gì hết á. Mình nói là mập á là do mình ghiền cơm lắm, mình mập là do mình sanh hai bé nó vô nước biển nhiều quá với lại uống mấy cái thuốc mà sau khi sanh nó bị ngứa. Cho nên á là mình tăng cân dữ lắm. Chứ thứ hai nữa mình cũng thích rất là thích ăn những cái chất mà mập như là cơm. Cơm với bánh mì rồi này kia. Trời ơi mê lắm. Nói thiệt chứ tại đây chứ không đây hả? Cỡ cái dĩa này không xi nhê dĩa mình á, mình làm một phát một cái là nửa dĩa luôn đó. Nhưng mà gạo là cái thứ là mình mê, mình nói trời ơi, nhiều khi về nhà thấy không? Chỉ cần chén cơm trắng nước tương là thấy cơm là trời ơi, ngon là thèm gì đâu luôn á. Mà giờ 2 tháng nay bắt buộc phải giảm cân, giờ còn một tháng mấy nữa là mình đi qua bên về nhà nội của mấy đứa. Cho nên mình phải ráng giảm cân, thành ra ăn không nhiều. Thực ra là mình ăn vô đây luôn á các bạn, chứ không phải nói một chút nữa làm màu làm mè tắt cái video xong rồi làm tiếp không có. Ăn vô đây thôi, không dám ăn nhiều. Nhưng mà rất thích ăn, thèm cơm lắm. Ăn không có cần món sơn hào hải vị gì hết, đơn giản một mạc cơm chiên như vậy. Nhiều khi không có đồ ăn cơm chiên, ăn cơm trắng cũng ăn nữa. Mình đã thích cơm, thích gạo, thích cơm. Cho nên ăn rất là cảm thấy rất là ngon. Hồi xưa giờ bên Việt Nam á, không biết bên Việt Nam có cái cộng này, chứ mà hồi xưa giờ bên Việt Nam hồi 18 năm gì trước mình đi, mình không có biết mấy cái cộng này, không có mấy cái cộng này ăn. Mà giờ qua đây cũng thấy mà không biết cái gì, mình tưởng là cộng hẹ đó bạn. Cộng hẹ là cái cộng giống giống như vậy nè, ở trên có cái bông trắng trắng nhỏ nhỏ. Thì mình chỉ biết cái cọng đó thôi, cọng đó thì thường mua về nấu canh tàu hủ đó này kia ăn. Mà thấy cái cọng này mà đâu có biết. Nhưng mà chị mới mua về ăn thử, sao ông chả ông sở thích thì mình cũng thích nữa. Mình thấy mấy bạn là nếu làm mấy cái video ăn cái này ăn cái kia mà mình nói mình đâu có làm được mấy cái đó. Tại vì mấy cái đó là cần phải ăn ha. Mà không biết sao có nhiều người họ ăn mà xong mình thấy họ đẹp ghê, dáng họ đẹp. Mấy cái channel khác phải ăn mà sao họ ăn họ mập hay ha. Ước thì mình cũng ăn mập, không mập cái trang vậy là mình ăn thải ra luôn. Nhưng mà giờ mình không dám nữa. Cách đây khoảng mấy tháng trước á, mình không có nằm trong cái chế độ diet á, thì là giờ vô tư. Nhưng mà giờ hết dám rồi. Mau mập lắm. Thân hình mình mập, mau mập, dễ tròn dễ mập. Thường mình nấu đồ ăn á, mình ít có ăn được lắm. Mình nấu xong chứ mà tụi mình ngán rồi cũng ăn. Người nào mà nhìn video clip của mình tưởng đâu như trời ơi, vợ chồng này ăn xong rồi chút xíu mà thấy không tốn tiền cách giàu lắm mà không phải. Không ăn ở nhà nhưng mà ở ngoài. Đa số là cũng sợ thích ăn bên ngoài, cũng thích ăn thưởng thức nhà hàng này nhà hàng nọ, cho nên hầu như cuối tuần là từ thứ sáu cho tới chủ nhật hầu như ở nhà không có nấu đồ ăn. Chỉ là anh đi nhà hàng này nhà hàng nọ, nhiều khi mình vô mình ngồi không cũng được nữa, không có ăn vô người để cho ảnh ăn với lại đứa bé gái nó ăn. Nhưng mà không có nấu ăn ở nhà, cho nên đa số mình tốn tiền cái ăn ngoài nhiều hơn. Ăn ngoài thì chỉ có cuối tuần thôi chứ không phải là ngày nào cũng ăn, nhưng mà cuối tuần thứ sáu thứ bảy thì nói chung không phải ăn gì cao sang mỹ vị. Cái làm ông nhiều khi ông thích ăn fast food McDonald's hay này nọ thì ra để cho ông cuối tuần làm ăn ở ngoài thôi.
đi mua này mua kia, đi chơi, đi qua chỗ này chỗ kia chơi rồi sẵn ăn luôn. Rất là ngon các bạn, giòn ngon. Bạn nào cũng muốn xào ăn chay á thì xào giống như mình vậy đó. Xào đơn giản vậy, miếng dầu hào, nói tiếng dầu hào, dầu nấm chay, dầu nấm chay, chút xíu muối, không có muối, không có muối ha, hoàn toàn có muối. Hồi nãy có muối không? Có muối đúng không? Cái này là mình xào không có muối, cái này mới có muối, này không có muối. Tại vì dầu hào, dầu này nó đã mặn rồi, thành ra bỏ chút xíu. Bạn nào ăn bột nêm thì bỏ bột nêm, còn mình thì vẫn mê cái chất nghiện Nhật Bản cho nên mình không có bỏ được, mình vẫn phải ăn bột ngọt ha. Thì mình bỏ bột ngọt, có nhiều người giờ họ không có ăn bột ngọt nữa thì mình xài bột nêm đó. Thì thôi mình kết thúc video tại đây, chứ giờ mà ngồi mà gáp riết không biết tới. Rất là ngon các bạn, thiệt tình rất là ngon. Rồi nó cái món này rất là bình dân ha, bình dân. Có những bạn nào mà không biết nấu như mình thì có thể bắt chước đầu bếp không chuyên này để làm một bữa ăn cho mình ha. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn subscribe và ủng hộ kênh của mình để mình có động lực làm những cái video kế tiếp cho các bạn được coi ha. Ok, bye bye. Đó, chảo nóng rồi, mình bỏ măng tây vô với tỏi mình xào sơ. Mình ghét nhất xào cái món này cứ xèo xèo như mình nói á, mình ghét nhất là cái vụ mà nghe nó xèo 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 là mà đó là mình rối hết nè. Làm được. Rồi sau đó sẽ cho nấm ha. Rồi giờ bạn phải